Sau hơn 2 năm ra mắt và xây dựng thương hiệu, Gala Nhạc Việt từng bước được cải tiến, nâng cao khả năng biến hóa từ trong âm nhạc cho đến hình ảnh. Điều đó thể hiện không chỉ qua những tiết mục âm nhạc chất lượng mà còn là sự ghi nhận từ phía công chúng qua 4 số đã phát hành. Tiếp nối thành công đó, Gala Nhạc Việt số 5 với chủ đề Xuân Đất Việt Tết Quê Hương hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một chương trình giải trí hấp dẫn và tưng bừng sắc màu Tết Nguyên Đán với sự đầu tư chất lượng hơn về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hình ảnh. Đặc biệt, Gala Nhạc Việt số 5 quy tụ của hơn 70 văn nghệ sĩ ngôi sao hàng đầu và hơn 120 vũ công cùng với hơn 100 con người của ekip sản xuất chương trình cùng với những món quà Tết độc đáo duy nhất có tại Gala Nhạc Việt Tết 2015. Lần nào cũng vậy, Gala Nhạc Việt là một chương trình có uy tín và một chương trình hầu như là được diễn ra rất là hoành tráng và đầu tư rất là công phu. Nhân dịp cuối năm như thế này thì ai cũng có những cái lịch trình bận rộn riêng, nhưng mà tất cả mọi người đều đã rất là dễ thương khi mà nhận lời để đồng ý tham gia vào một cái số Gala Nhạc Việt như thế này. Thì Lý thấy chương trình này rất là ý nghĩa. Nó đều đặn hàng năm, nó đều cho ra một cái sản phẩm trong dịp Tết, giống như một cái món quà tinh thần gửi đến tất cả quý vị khán giả. Và một cái chương trình rất là hoành tráng với một cái tấm lòng là mong được mang một cái gì đó mới lạ, một cái dĩa xuân đầm ấm thân thương cho tất cả những người con Việt ở nơi xứ xa. Vừa rồi thì cô em có đi tuyển sinh tại Mỹ. Thì có một điều thú vị là khi Quyên đi ăn tại Cali là rất là nhiều nhà hàng Việt Nam bên đó, thì rất là bất ngờ là khi thấy là Gala Nhạc Việt của chúng ta được phát liên tục. Họ cũng rất là thắc mắc là ekip nào có thể làm được một chương trình mà rất là tâm huyết như vậy. Tất cả những chương trình Gala Nhạc Việt số trước Quyên rất là thích cái dàn dựng thật là nhẹ nhàng và hình ảnh đặc biệt là các ca sĩ nghệ sĩ thì rất là đẹp. Tại thời điểm này không có một chương trình nào đầu tư hoặc là chăm chút cho từng tiết mục để quay đội ngũ khán giả vào những dịp mùa xuân như thế này. Đây là một chương trình hiếm hoi. Thế thì tại sao mình tham gia ta? Mình tham gia chứ. Nếu tham gia mình còn ăn dầm ở về ở đây nữa. Có thể nói Gala Nhạc Việt là một trong những chương trình mà hàng đầu Việt Nam hiện tại, bởi vì quy tụ rất là nhiều những ca sĩ nổi tiếng cũng như là những tiết mục, những ca khúc xuân được viết mới này, được hòa âm phối khí và được làm rất là hoành tráng này. Có thể nói là một trong những cái album rất là đáng xem trong dịp Tết năm nay. So với năm ngoái thì sân khấu của năm nay rất là hoành tráng và diện tích được mở rộng rất là nhiều. Với chủ đề Tết thì để mà có thể chuẩn bị được những đạo cụ liên quan tới Tết thì hiện tại bây giờ thời gian chưa có đến Tết nên những cái vật dụng nó rất là khó kiếm, nhưng mà mọi người đã tìm tòi và mọi người đã đặt hàng rất là xa, như là Cái Mơ, Bến Tre. Nhưng mà những đạo cụ ngày hôm nay sử dụng ở trên sân khấu như là mai, đào, tất cả đã rất là công phu và rất là kỹ càng. Trang cũng đã tham gia Gala Nhạc Việt rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì Trang cảm giác là nôn nao, bởi vì khi nhìn thấy sân khấu thì Trang cảm thấy rất là hoành tráng. Riêng bản thân Quỳnh thì Quỳnh cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì không như mọi năm thì Gala Nhạc Việt đã chuyển sang một địa điểm quay mới với cái quy mô lớn hơn, sân khấu lớn hơn, âm thanh, ánh sáng cũng rất là được đầu tư. Và Quỳnh nghĩ rằng đối với một cái sự đầu tư quy mô như vậy thì chắc chắn là Gala Nhạc Việt lần này sẽ rất là hay. Năm nay thì Nguyễn Trang cũng lại được mời đến để hát trong cái liên khúc để được gặp lại với Quỳnh. Khi mình quay cái ca khúc đó, Nguyễn Trang thấy thực sự là hơi khó khăn. Nào là mai, là khúc chút, rồi thì Nguyễn Trang thấy là bánh chưng nè. Đó là tất cả những cái đạo cụ đó nó tạo thêm cái sinh khí để cho quý mình với Nguyễn Trang đã phần nào đó có thêm cái cảm hứng để mà thể hiện tốt những cái phần trình diễn của mình. Gala Nhạc Việt ngoài đem đến cho quý khán giả những màn trình diễn công phu sáng tạo còn mang lại làn gió mới khi kết đôi những nghệ sĩ với nhau. Các cặp đôi nghệ sĩ sẽ mang lại những giai điệu sôi động, những màn trình diễn sắc màu của mùa xuân tình yêu. Em ơi, em ơi em đi đâu mà đẹp quá vậy em? Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Cái câu chuyện mà đầu năm một chàng trai và một cô gái gặp gỡ nhau chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều thú vị, nhưng mà cộng với cái sự hài hước của cả hai anh em chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cái điều bất ngờ, những cái niềm vui nhỏ nhỏ trong những ngày đầu năm. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới mùa xuân nở
ngày anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường xa nhà vắng tiếng pháo vui theo kiều hoa. Vương Trang và Nam Cường sẽ hóa thân vào hai gọi là chàng trai với lại cô gái ở thôn quê. Rồi phải đi dùng lá dừa để kết thành cái dòng người quê cho Vương Trang. Người em mang giáng xuân về đây. Lần này quý vị sẽ nghe thấy một chất nhạc rất là mới. Đây là lần đầu tiên áp dụng vào một bài xuân. Ca khúc Mùa Xuân Trở Về đã là một ca khúc rất là quen thuộc, nhưng mà lần này thì Hiếu đã cố tình biến ca khúc đó trở thành một giai điệu tango. Năm nay thì Harry, vai trò của Harry là ca sĩ cho nên Harry cũng rất là phù hợp. Đó này là phải chuẩn bị rất là kỹ hơn. Tại vì nhảy cái này nó khó quá à. Nó không có phù về cái nhảy cái kiểu của Harry đời thường, mà nó hơi sexy, nó hơi dance sport vậy, cho nên nó hơi khó với Harry. Đây là lần đầu tiên mà Sen Ngọc Minh kết hợp với Harry, và hy vọng rằng tiết mục này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho tất cả quý vị các bạn đang xem chương trình Gala Nhạc Việt. Khán giả sẽ có dịp trải nghiệm những không gian âm nhạc lãng mạn sâu lắng, hay du ngoạn những cảnh đẹp mùa xuân qua những ca khúc, những nhạc cảnh đặc sắc qua sự thể hiện của các đôi song ca. Đẹp làm sao gió xuân mừng. Khi con hát bài Xuân Đẹp Làm Sao thì con cảm thấy không khí Tết rất là vui. Con mong được sớm đến Tết để con được lì xì, phải không nói luôn đi. Và đặc biệt là hôm nay hai cô trò lần đầu tiên là kết hợp được quay chương trình Gala Nhạc Việt. Tôi nghĩ rằng tất cả quý vị mà khi nghe ca khúc này là những cái ca khúc xuân là tôi thấy là nó nôn nao tới Tết lắm, ly lớn nhưng mà cũng rất là thích. Cuộc phiêu du kiếp lênh đênh. Quang Linh và Mỹ Lệ sẽ hát một ca khúc với tựa đề Về Lại Cội Nguồn. Thì khi nghe bài hát này thì Quang Linh nghĩ là những người xa quê sẽ có một chút gì đó gợi nhớ về quê của mình, và ai cũng náo nức rạo rực để chờ một mùa xuân đến nữa cho cuộc đời của mình. Các màn trình diễn song ca độc đáo trong Gala Nhạc Việt không những mang đậm vẻ đẹp hương sắc mùa xuân, mà còn ngợi ca những nét đẹp truyền thống gia đình trong dịp Tết đoàn viên. Với một cái bài hát rất là động chất tài tử Nam Bộ, đó là bài ca cổ được mang tên Tết Xa Quê. Hy vọng rằng cái bài này sẽ làm cho mọi người cảm thấy nhớ quê hương và đem lại những cái gì đẹp và hay cho quê hương của mình. Với ca khúc Mừng Tuổi Mẹ Cha, một sáng tác độc quyền mà nhạc sĩ Hoài An dành cho chương trình, đã mang đến một khung cảnh gia đình đoàn viên ngày Tết được ekip chương trình dàn dựng công phu và ý nghĩa. Và lần này Đan Trường đã có dịp song ca với nữ ca sĩ Hoàng Ngọc Hà với ca khúc của nhạc sĩ Hoài An, hát mang tên là Mừng Tuổi Mẹ Cha. Lâu lắm rồi An cũng vẫn muốn biết một ca khúc nào đó tặng cho cha mẹ mình, thì đây là một cái trong hai ca khúc mà An có thể giống như là một cái món quà gửi tặng cho gia đình. An cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ đón nhận ca khúc này. Anh An cũng rất đặt nặng với cái vấn đề mà ông phối khí làm sao để ôm sát cái tính chất bố cục bài hát của anh An. Nhưng mà đặc biệt kỳ này thì riêng một cái bản này thôi thì làm phối thành 10 bản khác nhau. Mỗi mùa xuân xa là một hoàn cảnh anh hả? Gia đình, ông bà, cha mẹ, con, cháu bé nữa, và hy vọng mình sẽ là một hoàn cảnh thực sự vì qua nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Vì qua nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Xuân đất Việt, Tết quê hương mang nhiều ý nghĩa và sâu sắc. Chính vì vậy, âm nhạc sẽ là một trong những yếu tố khắc họa rõ nét tạo nên sự thành công cho chương trình. Có đến 90% ca khúc được hòa âm phối khí mới cùng với những sáng tác độc quyền dành cho chương trình, như hai ca khúc Mừng Tuổi Mẹ Cha, Sắc Xuân Núi Rừng của nhạc sĩ Hoài An, Chào Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và đặc biệt, nhạc sĩ Minh Vy đã viết ca khúc Tết Đoàn Viên mang đến cho tiết mục mở màn một giai điệu rộn ràng sắc xuân. Những bài hát mà về xuân của tôi viết cũng gắn liền và muốn nhớ lại những ký ức xưa, tôm khô, củ kiệu, bánh chưng, bánh tét. Ví dụ mình sẽ có những cái đoạn hò về Tết cho các em thiếu nhi đồng dao. Có đầu tiên phải là phong tục và những cái câu ca của Tết miền Bắc.
và sau đó thì kết hợp với cái nhà tài tử dân tộc Việt Nam họ sẽ sang thi công. Trường cảm thấy rất là vui khi mà được cùng với một người bạn đồng nghiệp lâu năm của mình với lại các trò của mình trong dùng ra vị trí để hiện tại cho khán giả trong xuân năm nay. Đây cũng là cái lời chúc đầu năm mà Trường và Ly xin gửi tặng cho khán giả. Khi mà An viết ca khúc Sắc Xuân Núi Rừng thì cái điều đầu tiên An nghĩ tới là em muốn làm một ca khúc có một cái sự kết hợp giữa âm thanh điện tử cộng với cái âm nhạc dân gian vùng miền Tây Bắc. Nói về hòa âm của cái bài hát Sắc Xuân Núi Rừng này thì đây là một cái bản hòa âm lâu lâu mới gặp một lần, phải có sự chuẩn bị về âm thanh hoặc là những tiết tấu mà để nó đặc trưng của một cái vùng miền Tây Bắc như vậy. Hai nhóm rất là vui vì được hóa thân vào những cô gái, những chàng trai ở mức người cao như thế. Tuy không lập nhưng mà cái khói ở trên sân khấu làm cho mọi người và cảm giác ôi cứ như được lên ruộng bậc thang phía sau lưng của mình vậy. Nhưng mà cảm giác của mọi người cứ như là đang được dự cái lễ hội của cô gái người cao đấy. Cái khúc chào xuân này Thuận viết bằng cái cảm xúc của một của những cái người con ở xa háo hức và cái khoảnh khắc giao thừa mong mỏi được về với gia đình của mình, về với cha mẹ, những cái người thân yêu của mình. Bài hát chào xuân thì không chỉ có bốn bạn đi trên sân khấu đâu mà còn có rất là nhiều các nghệ sĩ tham gia. Nhưng mà trong cái bài hát này nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ cùng biểu diễn catwalk rất là đẹp ạ. Và đây cũng là một cái màn trình diễn mà hoành tráng nhất mà Thương nghĩ được nhất trong cái cuốn DVD lần năm lần này. Với chủ đề Xuân Đất Việt Tết Quê Hương, Gala Nhạc Việt sẽ mang đến những tiết mục kết hợp và dàn dựng độc đáo với những thể nghiệm lần đầu tiên của các nghệ sĩ được xuất hiện trong chương trình. Mang đến hình ảnh dịu dàng trong chiếc áo bà ba, lần đầu tiên Ái Phương, Bảo Anh, Giang Hồng Ngọc thử sức với thể loại dân ca Nam Bộ với 5 điệu lý khác nhau, hứa hẹn sẽ tạo bất ngờ cho khán giả. Này thì cả ba có dịp, không biết là có dịp hay là bị nữa, là hát một cái ca khúc, một đống ca khúc mà thử thách gọi là liên khúc những bài lý. Ba cô này rất hiện đại, cho nên một quá trình mà tập mà những động tác mà như cuộn tay hay là đẩy tay hay là nhẹ nhàng thì ba cô ấy lại đi gượng gạo. Nhưng sau khi tập xong rồi thì ba cô ấy rất thành công trong cái bài này. Khi mà hát lên bộ bà ba rồi thì ba cô ấy rất dịu dàng và rất nữ tính trong những cô gái Nam Bộ. Xanh mây trời, màu xanh áo em. Nhưng mà cái điều mà làm cho ngày Tết cổ truyền của mình trở nên đặc biệt nhất đó chính là những các dân ca, những điệu lý và tất cả những điều đó nó làm nên cái Tết rất là riêng. Và hy vọng là những cảm xúc mà những nghệ sĩ của Gala Nhạc Việt đang chuẩn bị như thế này thì cũng sẽ truyền được tới khán giả, và mong mọi người sẽ cảm thấy ấm khi mà Tết trở về. Đó là một ca khúc rất độc đáo, bởi vì nó độc đáo ở chỗ là nó mang tính chất giới thiệu, mang tính chất quảng bá từng vùng miền quê hương đất nước của chúng ta cho khắp các bạn bè ở nước ngoài, các bạn bè Nam Châu có thể nhìn thấy một cách rõ nét với một cái góc nhìn rất là phong phú. Hy vọng là khi mà mọi người xem xong tiết mục của tụi mình thì mọi người sẽ dành thời gian để mà du lịch tất cả những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, tại Việt Nam của mình có rất là nhiều nơi đẹp. Và các bạn hãy nhớ là ủng hộ cho tiết mục của tụi mình thật nhiều nha. Với một ca nhạc cảnh hào hùng tráng lệ, lần đầu tiên Lê Trung Cương, Trương Nam Thành, Minh Trung hóa thân vào hình ảnh ba vị tướng hào hùng của Việt Nam. Và đây cũng chính là tiết mục hội tụ đông đảo diễn viên nhất trên sân khấu. Hồn thiêng nơi ngàn sâu cho con. Lần đầu tiên trong chương trình có một tiết mục mà hướng về cội nguồn, tái hiện lại ba vị vua nổi tiếng của Việt Nam. Và cả ba tụi mình tuổi đời còn rất là trẻ thì hy vọng là cái phần cố gắng của tụi mình sẽ thể hiện thần thái của ba vị vua này. Trong bài hát này còn có màn võ của Việt Nam thể hiện được khí chất của những người anh hùng hồi xưa, bên cạnh đó những màn đấu kiếm của những nghĩa quân Tây Sơn thể hiện được cái bản lĩnh anh hùng, cái quyết tâm của những vị lính. Không chỉ hấp dẫn qua những tiết mục âm nhạc hài kịch, ngay tại sân khấu của Gala Nhạc Việt cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ với các vị khách mời đặc biệt, cùng với những câu chuyện mang nhiều ý nghĩa sẽ được truyền tải đến quý vị trong Xuân Đất Việt Tết Quê Hương lần này. Bây giờ mình Tết rồi mình nói cái gì vui vẻ với nhau nha. Thấy cái hay, những cái mặt khả gì? Khả ố. Ê
tụi mình giống như ba bà Ti thiệt á ha. Sao mà em thấy những người mình giống ba bà điên hơn. Một cái ý tưởng nhỏ nhỏ về những cái tệ nạn của xã hội thì Trấn Thành với là Duy Phụng với Thu Trang với là gom những câu chuyện lại để mà mang đến cho quý vị một cái mẫu hài nhẹ nhẹ thôi mà thoải mái vui vẻ trong ngày Tết. Để có được những tiết mục dàn dựng công phu và hoành tráng, ekip biên tập, stylist, ekip tổ chức dàn dựng sân khấu đã phải làm việc liên tục trong vòng 2 tháng để chuẩn bị đạo cụ chi tiết cho từng tiết mục. Và đặc biệt, sự hỗ trợ của các nhà thiết kế hàng đầu để tạo nên những bộ trang phục không chỉ đẹp trên sân khấu mà còn phải hợp với nội dung của từng bài hát. Đầu tiên thì được đặt hàng để làm cho chị Út Sà, lên trường rồi anh Súng, thì Dương Dương Quỳnh. Thì đem đến những thiết kế rất là trong trẻo đáng yêu với những cái màu sắc dễ thương và sinh động, đặc biệt là bộ của Quỳnh và Tuấn thì đã tạo nên một cặp đôi rất là hoàn hảo trên sân khấu. Mùa xuân là tiếng hát em bên. Với Khổng Tú Quỳnh và Đông Nhi thì hai cái chiếc áo dài nữ thì sẽ cách điệu và những cái phần rã, những cái phần cắt cấp ở trên cái chiếc áo dài. Hai cái chiếc áo dài nam của Ngô Kiến Huy và Hồng Cô Thắng thì họ sử dụng phần cổ và phần tay của chiếc áo sơ mi để tạo nên một cái tính trẻ trung năng động. Bộ trang phục của Minh Hằng thì họ lấy ý tưởng từ chiếc áo yếm của Việt Nam. Đây là một bộ trang phục mà họ cũng rất là tâm đắc. Và lần này Huy đã thiết kế 7 bộ cho các nghệ sĩ. Đây là những bộ trang phục Huy rất là tâm đắc và thiết kế riêng dành cho chương trình Gala Nhạc Việt. Xin cảm ơn nhà thiết kế Ngô Dục Huy đã tạo ra hai cái bộ trang phục cho nó tương đồng với nhau về màu sắc, về kiểu dáng. Cho nên chúng tôi tự tin hơn rất nhiều để có thể thể hiện được hết mình thật tốt trong cái tiết mục này. Chiếc áo của Lâm Trường và Cẩm Ly, Huy đã kết hợp giữa cái phong cách miền Bắc và miền Nam để hòa quyện lại. Và đây cũng là bộ trang phục không thể thiếu đối với người dân Việt Nam trong những dịp Tết cổ truyền. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Mọi người đang được chiêm ngưỡng bộ áo dài mà Quyên đang mặc, Quyên đặc biệt rất là thích. Đây là một thiết kế rất là đẹp của Tuấn Trần. Tuấn Trần mang đến cho Lộc Quyên một hình ảnh là một người phụ nữ dịu dàng. Và bên cạnh đó thì trên trang phục áo dài truyền thống, Tuấn Trần nhấn nhá và làm mới hơn bằng cách là in họa tiết mùa xuân trên chiếc áo dài. Tiết mục của Cẩm Ly và Thiện Nhân thì Tuấn Trần lấy ý tưởng từ áo tứ thân nhưng mà được cách điệu và làm cho nó hiện đại hơn. Quý vị thấy sao? Hai cô trò đủ sắc màu không? Thấy là còn hơn Tết nữa đó. Mà cái bộ trang phục này á thì Liên cảm ơn, rất là cảm ơn nhà thiết kế Tuấn Trần đã thiết kế cho hai cô trò một cái bộ gọi là Liên nói là sẽ không ai nổi bằng hai cô trò. Và trong tiết mục kết của chương trình, Tuấn Trần đã mang đến một bộ sưu tập, đó là bộ sưu tập áo dài xung đặc biệt dựa trên ý tưởng hoa lá đâm chồi nảy lọc. Và những sản phẩm tặng kèm gồm bộ bao lì xì và bộ lịch nghệ sĩ, Gala Nhạc Việt số 5 còn thực hiện phim ngắn Tết đoàn viên cùng với hai MV chào xuân đặc biệt và cuộc thi khoảnh khắc ngày Tết mang đến những sắc màu riêng biệt của ngày Tết quê hương sẽ được gửi đến trong dịp Tết 2015. Những tiết mục được đầu tư sáng tạo tâm huyết sẽ được gửi đến khán giả trong số Gala Nhạc Việt Tết Ất Mùi 2015. Hy vọng xuân đất Việt Tết quê hương sẽ đồng hành cùng mọi người trong suốt mùa xuân. Hãy cùng Gala Nhạc Việt mang Tết đến mọi nhà, mang quà đến muôn nơi.